Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngày mai ba miền đất nước trời nắng, trong đó thì Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có nắng mạnh. Còn ở Bắc Bộ nắng yếu vì mây nhiều lên và có sương mù vào buổi sáng. Sương mù xuất hiện nhiều do gió đông bắc sẽ chuyển thành gió đông nam ẩm, đẩy ẩm từ biển vào. Vì vậy mà phạm vi sương mù cũng sẽ bao phủ rộng hơn và kéo dài hơn so với những ngày trước. Khắp khu vực đồng bằng và ven biển, tầm nhìn xa sẽ giảm xuống còn là từ 2 cho đến 4 km. Còn vùng núi thì sương dày hơn là từ 1 cho đến 2 km, thậm chí có nơi thì chỉ 500 m đổ lại mà thôi. Tầm nhìn hạn chế sẽ khiến cho việc lái xe qua các tuyến đường đèo núi nhiều khúc cua gặp nguy hiểm. Vì vậy nếu có di chuyển vào sáng mai thì quý vị hãy đi chậm, chú ý quan sát để có thể đảm bảo an toàn. Sương mù sẽ duy trì đến 9-10 giờ sáng, sau đó sẽ tan dần khi mà có nắng xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố ở miền Bắc sẽ trong khoảng là từ 25 đến 30 độ C, trời ấm. Còn ở miền Trung, các thành phố như là Thanh Hóa, Vinh, Đông Hà và Huế có nắng vào trưa chiều. Nhiệt độ trong khoảng là từ 28 đến 30 độ C. Còn với Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, nắng từ sớm nhưng mà không nóng, mức nhiệt sẽ không vượt quá 31 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ là khu vực nắng mạnh và nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Các thành phố như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, mức nhiệt là từ 30 đến 32 độ C. Còn thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau hay các nơi khác của Nam Bộ sẽ trong khoảng là từ 32 cho đến 34 độ C. Trên biển, khắp các vùng biển, từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang ra đến ngoài khơi của huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rông, tiềm ẩn theo đó là lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Còn huyện đảo Hoàng Sa ngày mai trời nắng, gió vào khoảng là cấp 4. Và có bản tin là phần dự báo cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai.